Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Hãy Chia Sẻ của chúng tôi. Thưa quý vị, trĩ và suy giãn tĩnh mạch là hai căn bệnh gây nên những khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người bệnh. Phụ nữ sau khi sinh, nhân viên văn phòng hay là người làm những công việc đặc thù phải đứng lâu và ngồi nhiều, những người thừa cân béo phì và ít vận động chính là những đối tượng thường mắc phải hai căn bệnh này. Hai căn bệnh này thì đều có cùng một nguyên nhân bệnh lý là do sự suy giãn của các tĩnh mạch. Nếu như mà không chữa trị kịp thời thì tình trạng này kéo dài, bệnh nhân sẽ gặp những khó khăn trong sinh hoạt và dẫn đến những biến chứng rất là nguy hiểm. Để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về những nguyên tắc điều trị điển hình của bệnh trĩ cũng như là chứng suy giãn tĩnh mạch, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay của chương trình nhân vật sẽ cùng đồng hành với chúng ta. Xin giới thiệu thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Hậu môn trực tràng, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Huyền Châu, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời bác sĩ cùng với những khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự mở đầu chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, trong dân gian của chúng ta có câu là thập phân cửu trĩ. Chỉ nghe cái câu này thôi thì chúng ta có thể thấy rằng là bệnh này phổ biến và phức tạp như thế nào rồi. Rất nhiều những bệnh nhân khi mà mắc trĩ thường bỏ qua một số những biểu hiện lâm sàng, khiến cho là cái bệnh ngày càng nặng hơn và dẫn đến những biến chứng khó lường. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là các biểu hiện của bệnh trĩ là gì được không ạ? Vâng, thưa MC Huyền Châu và các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Bệnh trĩ đúng như các cổ nhân, các cụ nói là thập nhân cửu trĩ. Thực ra là trĩ là bình thường, ai cũng có. Và khi nó bị bệnh lý thì mới gọi là bệnh trĩ. Cũng giống như là tất cả ai cũng có cái bàng quang. Khi có biểu hiện bệnh lý thì gọi bệnh lý của bàng quang. Theo một số cái thống kê ấy, thì của Hội Hậu môn trực tràng đã điều tra dịch tễ ở 6 tỉnh phía Bắc thì thấy rằng 2.600 bệnh nhân đến khám bệnh lý hậu môn trực tràng thì chiếm 55%. Và nó cũng tương đương với các số liệu của thế giới. Bệnh trĩ người ta thấy rằng nó có cái các cái biểu hiện triệu chứng chủ yếu là về đường tiêu hóa, và theo cái y học hiện đại, trĩ là một tập hợp các cái bệnh lý ở mạng mạch vùng hậu môn trực tràng và các cái tổ chức liên quan đến mạng mạch này. Y học hiện đại người ta chia ra theo hình thái là ba loại trĩ: trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ liên hợp. Chia theo mà giải phẫu ấy, thì người ta cũng chia làm 4 độ: độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Tùy theo từng độ thì có những cái giải pháp điều trị khác nhau. Y học cổ truyền thì cũng định nghĩa trĩ từ cách đây gần 2.000 năm theo Hoàng Đế Nội Kinh. Định nghĩa trĩ là gì? Trĩ là do giãn rộng cân mạch, không đơn giản chỉ cục bộ mà còn do tổn thương khí huyết. Bên ngoài thì do lục dâm, tức là phong hàn thử thấp táo hỏa. Bên trong thì do nội thương thất tình gây nên, tức là nội thương ở đây thất tình là do vui buồn phẫn nộ bi ai, hỉ nộ ai ố đấy. Y học cổ truyền đã cũng phân ra là 4 loại trĩ: thể thấp nhiệt, thể ứ huyết, thể huyết nhiệt và thể khí huyết lưỡng hư. Tùy theo từng thể thì y học cổ truyền cũng có những bài thuốc để điều trị cụ thể. Còn triệu chứng điển hình của bệnh trĩ là có 4 cái triệu chứng. Thứ nhất là gì? Là chảy máu, tức là chảy máu nhỏ giọt, có người mô tả là phun như gà cắt tiết. Cái triệu chứng thứ hai là cũng khiến bệnh nhân đến với thầy thuốc là đau, thường là đau rát ở độ 1, độ 2 thì bệnh nhân có thể bỏ qua được. Nhưng nếu mà đau mà do gọi là biến chứng đấy, là do tắc mạch ấy, thì bệnh nhân không chịu được, buộc phải đến để thăm khám. Triệu chứng điển hình thứ ba là ở giai đoạn muộn, tức là giai đoạn độ 3, độ 4 thì bệnh nhân sa lồi ra, phải đẩy lên hoặc đẩy lên lại tụt xuống, đấy là độ 4, thì thường có chỉ định là phẫu thuật. Ngoài ra nếu để lâu thì do cái đi ngoài chun sẵn nhiều không khép được cho nên cái dịch hậu môn nó chảy ra gây ngứa và có thể dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý về da liễu ở vùng hậu môn và có thể gây lên viêm nhiễm hoặc tràm, thì đấy là những cái triệu chứng điển hình của bệnh lý gọi là trĩ. Cũng có một câu hỏi mà nhiều khán giả cũng đang thắc mắc, đó là tuổi tác cũng như là chế độ ăn uống có phải là một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây nên trĩ không ạ, thưa bác sĩ? Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh trĩ, nhưng nguyên nhân hàng đầu ấy mà hay gặp đó là chế độ ăn uống, tức là do ăn uống và kèm theo là tuổi tác nữa. Và bệnh này thì các cụ nói là chính là cái chính là gọi bệnh tòng khẩu nhập, và khi ăn uống vào nó rối loạn tiêu hóa, đặc biệt gây ra những cái chứng bệnh như là người ta thấy là hội chứng ruột kích thích, hậu quả của nó chính là sinh ra trĩ, hoặc là rối loạn đại tiện, nó cũng gây ra
và đặc biệt đấy là do chế độ ăn uống, hoặc là nhất là hiện nay chúng ta thấy cái thực phẩm nó không được đảm bảo, thường tẩm ướp những hóa chất rồi để một số những bệnh nhân là tiếc những cái đồ gọi là ăn mà để lại qua ngày thì sử dụng vào nó sẽ bị rối loạn, và rối loạn tiêu hóa thì dẫn đến các bệnh trĩ. Và đặc biệt ở cái tuổi tác cũng đúng, tuổi càng cao thì cũng dễ hay bị trĩ, vì tuổi cao thì các cái điều khiển thần kinh của các cái cơ nhục của cái vùng hậu môn trực tràng nó cũng kém đi. Thứ hai là cái co bóp của các hệ thống mạch nó cũng giảm, và kèm theo một số các bệnh lý khác cho dẫn đến bệnh lý trĩ nó dễ bị xa lồi. Ngoài ra người ta thấy còn có một số sinh ra trĩ như là phụ nữ sinh đẻ này, các cụ có câu là tiền thai đa nhiệt và hậu thai thì xa lồi. Tức tiền thai thì phụ nữ rất nhiệt, và nhiệt cộng với bệnh nên nó táo bón nữa thì dễ gọi sinh ra trĩ. Và cuối thời kỳ thai thì tháng thứ 8 thứ 9 tôi cũng gặp rất nhiều, và nhờ khám làm sao nó cái thai nó chèn ép xuống vùng tiểu cung dẫn đến xa lồi búi trĩ, và thậm chí là sau khi sinh đẻ xong đường dưới thì bệnh nhân cũng dễ mắc bị bệnh trĩ, là vì khi thai ra thì nó chèn ép. Và có những trường hợp bệnh nhân sau khi sinh 1-2 ngày đã phải đến gặp chúng tôi để có cái xử lý trong những búi trĩ viêm tắc nghẹt. Ngoài ra người ta thấy còn có một số nghề nghiệp như là lái xe hoặc là một số cái văn phòng ngồi nhiều, đặc biệt nữa là một số cái bệnh lý cũng sinh ra trĩ như là tiểu đường, huyết áp hoặc là béo phì. Trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chị Vân Anh đã có những biểu hiện và thậm chí là có rất là nhiều những cái triệu chứng khiến chị cảm thấy vô cùng lo lắng. Vậy thì cái sự lo lắng của chị là có căn cứ hay không? Và liệu nếu như mà căn bệnh trĩ chúng ta không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như thế nào? Có đáng để cho chị Vân Anh lo lắng không ạ, thưa bác sĩ? Thực ra cái bệnh nào cũng thế, nếu để biến chứng, kể cả những cái bệnh gọi là lành tính cũng rất nguy hiểm. Cái trường hợp trĩ này, biến chứng thứ nhất là nó gây tắc mạch. Tắc mạch thì làm sao? Thì buộc phải phẫu thuật. Mà nếu không phẫu thuật, khối tắc mạch nó sẽ thành áp xe. Nếu không được điều trị, không trích dẫn thì nó gây giò hậu môn. Mà giò hậu môn mổ rất nặng nề, dễ bị tái phát hơn là mổ trĩ. Ngoài ra làm sao nữa? Nó còn gây thiếu máu. Cái bệnh lý này thuộc về gọi nhạy cảm, ngại. Thậm chí cứ nghe mách bảo nhau hoặc tự sử dụng, ví dụ ra quầy thuốc uống nhưng mà nó không đảm bảo và không đem lại cái kết quả hữu hiệu cho cái bệnh lý khi đã đang xảy ra. Vâng, thưa bác sĩ, không chỉ mắc bệnh trĩ mà chị Vân Anh của chúng ta ngày hôm nay á còn mắc phải chứng suy giãn tĩnh mạch kèm theo nữa. Và trên thực tế thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân phải chịu đựng cả hai bệnh lý này. Vậy thì trĩ và suy giãn tĩnh mạch có mối liên quan đến nhau như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Thực ra trĩ và cái suy giãn tĩnh mạch là hai bệnh nó giống nhau, gì cùng là hệ thống tĩnh mạch, thứ hai nó cùng thuộc hệ thống của tuần hoàn. Suy giãn tĩnh mạch thì tỷ lệ thường người ta thấy ở phụ nữ, và đặc biệt phụ nữ sau sinh, và hoặc là ở những người mà ngồi nhiều, đứng nhiều ở văn phòng, hoặc là những người béo phì. Cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch nó rất nặng nề, và nó sẽ biểu hiện làm sao, các cái triệu chứng như là tê bì tức mỏi, đặc biệt là phụ nữ nếu đi giày cao gót, hoặc là những trường hợp mà tự nhiên thấy đi tức chân chẳng hạn, đặc biệt là gì, là có cái gọi là chuột rút, và sau đó làm sao nó nổi tĩnh mạch và nó biến đổi màu da, dễ nhầm với những cái bệnh lý ví dụ da liễu như chàm, và người ta cũng dễ nhầm lẫn với gì, với lại những cái bệnh lý tức chân hoặc là viêm khớp, viêm tức bắp chân. Vì vậy phải được chẩn đoán sớm và điều trị đúng thầy đúng thuốc thì cái bệnh nó sẽ đỡ hơn. Bệnh nhân cũng có thắc mắc là liệu chúng ta cắt bỏ múi trĩ hay là loại bỏ những tĩnh mạch đã bị suy giãn có phải là cái biện pháp triệt để chúng ta có thể khắc phục tình trạng này không ạ? Thực ra cái giải pháp như Huyền Châu vừa nói đó chính là phương pháp điều trị ngoại khoa. Mà điều trị ngoại khoa là phương pháp cuối cùng thôi. Thứ hai nữa, cái bệnh lý này trĩ và giãn tĩnh mạch nó chung là thuộc bệnh lý của hệ tĩnh mạch thì làm sao, nó là mãn tính và hay tái phát. Nếu muốn điều trị khỏi một bệnh lý thì phải điều trị nguyên nhân. Nếu do suy giãn tĩnh mạch ở phụ nữ mà đứng nhiều hoặc sau sinh chẳng hạn, mình có chế độ điều trị, chế độ tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ phù hợp, đúng thầy, đúng thuốc thì tôi nghĩ là sẽ điều trị hết đi. Sao riêng trị và các bệnh lý khác là phải uống nhiều nước thì không phải, uống ít nước cũng không được, mà uống đủ với khả năng của mình thì ăn phải chọn lọc, tăng cường rau xanh và chất xơ. Tránh xa những cái chiên xào cay nóng. Chế độ làm việc ngủ nghỉ thì cũng tránh căng thẳng. Khi làm việc cứ khoảng một tiếng thì phải đứng dậy tập luyện, đi lại thể dục, hoặc là chân phải gác cao. Đặc biệt đối với chị em, tránh đi guốc cao gót, tránh mặc những cái đồ bó chật, tránh xa các chất kích thích cay nóng như là bia rượu. Và đặc biệt những người béo phì thì cũng phải quản lý cân nặng của mình. Còn để đến mức mà phải phẫu thuật ý, mà để chỉ định phẫu thuật là đã nặng rồi, tức là điều trị nội khoa không đạt kết quả
và không còn tác dụng nữa thì phải điều trị ngoại khoa. Và điều trị ngoại khoa cũng là làm sao cái giải pháp cuối cùng, và cũng là để chữa, xin lỗi, đấy là chữa ngọn thôi. Còn cái gốc nguyên nhân đã có đâu. Một số thống kê thấy rằng sau phẫu thuật thì có khi có người 1-2 năm đã bị, có khi là 3-5 năm đã bị lại rồi. Đấy, kể cả những phương pháp phẫu thuật hiện đại, xu hướng hiện nay sử dụng các cái thảo dược thiên nhiên, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh trĩ cũng như bệnh suy giãn tĩnh mạch. Đó là cái thảo dược hạt rẻ ngựa, và đặc biệt người ta còn cái rutin, như mọi người đều biết, nó chế xuất từ của cái hoè hoa, nó có tác dụng bền dẻo thành mạch. Và ngoài ra người ta còn sử dụng thêm diosmin và hexcovidin chiết xuất từ cái ví dụ vỏ cam chanh. Ngoài ra người ta còn có thể dùng cái gọi là cây chổi đậu này, cái bạch quả, lý chua đen, hạt nho, vỏ cây thông, kết hợp các thảo dược tự nhiên như vậy sẽ đem lại một cái hữu hiệu rất tốt cho cái bệnh lý chữa và bệnh lý suy giãn tĩnh mạch kìa. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chĩ được coi là căn bệnh ám ảnh 90% dân số. Tỷ lệ người mắc chĩ tăng cao do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dựa vào sự tiến triển của búi chĩ, bệnh chĩ được chia làm 4 giai đoạn bệnh. Giai đoạn 1, búi chĩ nằm hoàn toàn trong ống hậu môn. Lúc này người bệnh bắt đầu có triệu chứng ra máu khi đi đại tiện. Giai đoạn 2, lúc bình thường chĩ nằm gọn trong ống hậu môn. Khi dặn, búi chĩ lòi ra ngoài. Ở giai đoạn này, máu chảy nhiều và thường xuyên hơn cấp độ 1. Giai đoạn 3, người bệnh bị chảy máu nhiều, liên tục, máu có thể phun thành từng tia, ở trường hợp nặng. Mỗi lần đi vệ sinh hoặc đi lại nhiều, ngồi xổm làm việc nặng thì búi chĩ sẽ xả ra ngoài. Giai đoạn 4, búi chĩ gần như thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn, đây là giai đoạn nặng nhất của bệnh chĩ. Suy giãn tĩnh mạch cũng là một trong những bệnh lý phổ biến. Bệnh gây ra nhiều triệu chứng vô cùng khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người bệnh như đau chân, tê bì tay, tê bì chân, chuột rút, sưng phù chân, đi lại khó khăn, nổi gân chân. Nguy hiểm hơn, suy giãn tĩnh mạch có thể gây tử vong bởi biến chứng thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Xu hướng của y học hiện nay là hướng tới sử dụng những thảo dược thiên nhiên để tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng và giảm biến chứng, cũng như phòng ngừa bệnh tái phát sau phẫu thuật. Các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và cho thấy hoạt chất asin có trong hạt rẻ ngựa có tác dụng tăng cường sức bền thành tĩnh mạch, chống viêm, giảm tính thấm mau mạch, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, ngăn chặn các tổn thương tĩnh mạch, hiệu quả trong hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch ở chân và bệnh chĩ. Kết hợp cùng với một số vị thuốc khác như diosmin và hesperidin được chiết xuất từ vỏ họ cam chanh, diosmin và hesperidin làm giảm tính căng giãn của tĩnh mạch và làm giảm ứ trệ ở tĩnh mạch, bảo vệ vi tuần hoàn, làm bình thường hóa tính thấm của mao mạch và tăng cường sức bền của mao mạch, ức chế tế bào ung thư. Một hoạt chất đặc biệt khác là rutin flavonoid chiết xuất từ hoa hòe, có tác dụng làm bền và tăng cường sức chịu đựng của thành mạch, củng cố sức bền thành mạch, tăng cường trương lực tĩnh mạch, phòng ngừa nguy cơ giòn đứt, vỡ mạch, bảo vệ mạch, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng và ngừa sa búi chĩ. Bên cạnh đó, các thảo dược có tác dụng chống oxy hóa mạnh và làm vững bền thành mạch như hạt nho, quả lý chua đen, vỏ thông, chổi đậu, kết hợp cùng với các thảo dược có tính hoạt huyết, giảm ứ trệ máu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông là bạch quả, rất hiệu quả trong điều trị bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch. Với sự kết hợp của những thảo dược như hạt rẻ ngựa, rutin, hạt nho, vỏ thông, lý chua đen, bạch quả, chổi đậu, Boniven giúp giảm đau nặng chân, tê bì, nhức mỏi, chuột rút, sưng phù chân, giảm đau rát, ngứa, chảy máu hậu môn, sa búi chĩ, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch. Boniven được sản xuất bởi công ty dược GNE International, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boniven, sản phẩm của Mỹ. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thành phần thảo dược có thể hỗ trợ cho bệnh nhân với căn bệnh này ạ? Sản phẩm Boniven hỗ trợ điều trị bệnh trĩ cũng như bệnh suy giãn tĩnh mạch. Các nhà dược đã kết hợp thảo dược tự nhiên bào chế với công nghệ cao ở những nơi mà có uy tín, đem lại hữu hiệu giảm được các cái triệu chứng của trĩ, co hồi được búi trĩ. Đặc biệt nữa là đối với bệnh lý suy giãn tĩnh mạch thì Boniven cũng giúp cho bệnh nhân giảm được các triệu chứng như là phù nề ở chân, làm mờ được các cái tĩnh mạch. Boniven hỗ trợ điều trị cái bệnh lý trĩ và bệnh lý suy giãn tĩnh mạch. Dạ vâng, thưa bác sĩ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình ạ. Câu số 1 như sau ạ.
Tôi đã từng làm phẫu thuật cắt bỏ bùi trĩ nhưng mà sau 2 năm lại bị tái phát, lại xuất hiện bùi trĩ và bắt đầu có hiện tượng xa ra ngoài mỗi khi tôi đi vệ sinh. Liệu tôi có nên làm phẫu thuật cắt bỏ một lần nữa hay không, hay sẽ chuyển sang những phương pháp điều trị khác ạ? Thì theo tôi đã phẫu thuật một lần rồi, nếu mà tốt nhất ý, thì nên kiểm tra lại nó. Bởi vì là phẫu thuật nó có chỉ định của nó. Riêng với tôi ý, thì bao giờ cũng phải điều trị nội khoa đã. Tại vì trĩ nó là bệnh mãn tính, kể cả độ 4, có khi cũng không phải mổ, người ta chung sống hòa bình. Bởi vì mổ nó cũng có nhiều cái biến chứng, ví dụ chảy máu, hẹp hậu môn, nứt kẽ hậu môn, thậm chí là có thể hoại tử bùi trĩ và gây nhiễm trùng huyết. Có những trường hợp ý, như tôi nói rồi, độ 3, độ 4 cũng không mổ, bởi vì người ta có những bệnh nền, đụng vào cái là có khi nó bệnh nền lại nặng lên, mà khi dẫn đến tử vong. Do đó nên có thể điều trị nội khoa trước đã. Vậy thì bệnh trĩ có di truyền không ạ? Cũng có nhiều người đặt câu hỏi này. Thực ra bệnh trĩ không phải là di truyền, bởi vì làm sao, là bệnh trĩ này nó có tính chất người ta yếu tố gia đình, do cái chế độ thói quen sinh hoạt. Ví dụ có ở gia đình bố mẹ ăn như nào thì con cái ăn như thế. Hoặc là đôi lúc là có những trường hợp gia đình mải làm công việc, tức ăn uống thất thường, lúc thì no quá, lúc đói quá, hoặc sử dụng nhiều chất cay nóng, hoặc sử dụng làm sao nhiều cái chất làm sao nó không được tốt, làm cho nhuận tràng quá, thì gây ra cái bệnh lý trĩ thôi. Chính bệnh nhân cháu có hỏi, thế như câu hỏi mà Huyền Châu vừa hỏi, tôi bảo không phải, đây do chế độ sinh hoạt cháu ạ. Thứ hai nữa, bản thân cháu cũng thế, đi làm căng thẳng vất vả, ăn uống thất thường là do chế độ ăn uống, chứ không phải là ông cháu truyền cho cháu. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi bị suy giãn tĩnh mạch đã lâu, đã phải đi phẫu thuật bóc tách tĩnh mạch bị suy giãn. Bây giờ tôi lại bị tái lại. Tôi không muốn phẫu thuật nữa mà chỉ dùng những sản phẩm thảo dược, thì liệu là có được hay không ạ? Boniven hoàn toàn là thảo dược tự nhiên. Thứ hai nữa, được bào chế ở những nơi có cái gọi là có thương hiệu, và hoạt động sợ thời nữa làm sao, nó được gọi là bào chế với công nghệ cao là siêu nano. Boniven được sản xuất bào chế ở những nơi mà có uy tín theo chuẩn GMP, tổ chức y tế thế giới WHO ấy, là công nhận. Do đó làm sao Boniven phát huy được hết tác dụng, đồng thời làm sao nó tăng cái hiệu lực và tăng cái tính hấp thu, và làm sao nó ổn định, dễ sử dụng, thuận lợi, và đồng thời nó không có tác dụng phụ, thì nó cũng đem lại cái kết quả tương đối tốt. Nhưng mà làm sao, nó phải có thời gian lâu dài. Sản phẩm Boniven đã được chứng minh làm sao trên những bệnh nhân sử dụng, cho nên tôi nghĩ rằng sản phẩm Boniven mà chị dùng sẽ hữu hiệu cho cái bệnh lý của chị. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Mẹ tôi cũng mới phát hiện ra suy giãn tĩnh mạch, nhưng mẹ tôi lại đang điều trị cả tiểu đường và mỡ máu nữa, thì liệu có sử dụng được các sản phẩm này hay không ạ, thưa bác sĩ? Sản phẩm Boniven không có tác dụng phụ, có thể sử dụng được cho những trường hợp bệnh nhân tiểu đường, huyết áp hoặc các bệnh lý khác, thậm chí nó còn có hỗ trợ cho cả cái bệnh lý huyết áp hoặc là trong cái tiểu đường, làm cho làm sao tăng cái sức đề kháng của cơ thể, đồng thời nó chống được các cái oxy hóa có khi của một số cái thuốc mà sử dụng cho bệnh nền mà nó có tác dụng phụ, thì Boniven cũng có thể hỗ trợ để làm sao giảm được cái tác dụng phụ. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là cụ thể, rất là tận tình của bác sĩ dành cho các khán giả của chúng ta. Và thưa quý vị và các bạn, vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên chúng tôi còn đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi của khán giả. Quý vị vui lòng liên hệ tiếp tục với chúng tôi, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một số lưu ý trong chương trình ngày hôm nay. Bệnh trĩ và bệnh lý suy giãn tĩnh mạch là hai bệnh lý phổ biến gây ra nhiều triệu chứng khó chịu và có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm nếu không được quan tâm điều trị đúng mức. Trong quá trình điều trị căn bệnh này, người bệnh cần lưu ý. Trong sinh hoạt hàng ngày với bệnh trĩ, bệnh nhân cần tạo thói quen khi đi vệ sinh, cố gắng đi vệ sinh đều đặn, không giặt mạnh khi đi vệ sinh. Tránh việc đọc báo hay sử dụng điện thoại làm tăng thời gian đi đại tiện. Với bệnh suy giãn tĩnh mạch, người bệnh nên tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng, không ngâm chân nước nóng, không đi giày cao gót. Trong khi làm việc, cố gắng thường xuyên vận động, hạn chế ngồi quá lâu một chỗ. Trong chế độ ăn uống, ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ, trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, lúa mạch đen, yến mạch, những loại quả có muối mọng. Tránh sử dụng bia rượu, đồ ăn cay nóng. Kết hợp với thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt, người bệnh nên sử dụng các loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh an toàn và hiệu quả. Vâng,
thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với thời lượng 30 phút của chương trình ngày hôm nay đã đem lại rất nhiều những thông tin bổ ích cho quý khán giả, đặc biệt là những khán giả đang quan tâm đến bệnh trĩ hay là suy giãn tĩnh mạch. Một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Lân đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.